trong miệng chém chặt gì hết ha. Cho thứ hai là trong bài sẽ dạy gì cho thì cái đó không cho cái ngoài bài. Rồi thứ ba là cái hồi đó mấy đứa chưa học về con vi trùng này đúng không? Học chưa? Chưa ha. Biết con này không? Biết. Đứa nào nó biết con giơ tay à? Nó biết rồi. Ai bị đâu giơ tay? Một bạn giá biết chị nhận, còn bạn nào bị không? Đứa nào nào soi chưa? Có đứa nào bị nữa không? Có đứa nào có bị đau bao tử không? Giơ tay coi. Chị tính ra cũng nhiều quá chứ. Bữa nay mình học cái bài cái con này nha. Mình coi cái liên quan của nó với cái viêm dạ dày của nó có thể đáng sợ mình nghĩ không? Hay là ta đồn nó liên quan tới ung thư nhiều hơn? Ta đồn nó liên quan tới ung thư dạ dày nhiều hơn. Cái con này không? Sợ nó không? Sợ không? Phải dân người ta ai cũng biết đó, là con này nó liên quan tới ung thư dạ dày. Chỉ có mấy đứa không sợ không? Mấy đứa có sợ không? Sợ không? Đứa nào nó không sợ rồi giơ tay coi. Rồi chút nữa thấy cho con đó. Cái con này nó lây qua đường nào? Qua đường tiêu hóa là chính ha. Do đó cái này nó lây nhau rất là nhiều ha. Không có được cái này không? Cái bạn ngồi phía sau nặng như bánh đen nha. Bạn ngồi phía sau xa là không thấy hình gì hết, mà còn ngồi nói chuyện nghe nghe. Dồn lên đến mức có thể, dồn lên trên. Ngồi xa quá không thấy hình gì đâu. Lên trên, tại hình nó nhỏ lắm. Nếu có chỗ lên phía trên hết đi. Khi mình nhảy đây xong thấy ngắn thôi, hai nhảy này dài như vậy. Chiều nay mình học hai bài nha. Một bài là tiêm chủng HP và một bài là gì? Bài là cái viêm lết dạ dày tràng, còn thảo luận khai lâm sàng cái tên vậy thôi chứ mình không có thảo luận ca nào hết. Tại vì không biết không hiểu gì đâu mà thảo luận, phải biết thì mới thảo luận chứ mấy đứa biết cái gì đâu mà thảo luận. Tại vì thực sự ra nhận tin sáu là không nổi mấy đứa là bàn tán gì đây, không hiểu bệnh là quái gì mà bàn tán cái gì. Làm BBL hô hấp, BBL hô hấp đúng không? Làm thì hay lắm, còn qua lâm sàng không biết cái con khỉ gì hết. Hỏi là cái gì quên cái đó, cuối cùng cũng đi không. Học thì giữ vô, cuối cùng qua lâm sàng hỏi một câu không nhớ, đọc quan đọc không được, không làm gì được cả. Khi qua động mạch quên luôn, không làm được gì hết. Vậy cuối cùng học hôm nay thì hay lắm, hay qua học giỏi lắm, cuối cùng bên kia không mang ra được cái gì cả. Mấy đứa làm BBL hô hấp rồi đúng không? Làm tốt lắm đúng không? Được không? Làm tốt không? Đâu rồi các bạn mà nội soi dương tính đâu? Vì sao đi nội soi? Dạ, đau tử. Đau lâu chưa? Đau hơn cái này nó soi lâu rồi mà nó chín. Bây giờ mấy năm rồi, còn có điều trị không? Dạ có. Điều trị hết luôn không? Hay là... Dạ, đi khỏi thì đau con tét thì nó hết. Khỏi con tét là sao? Khỏi là khỏi con tét là nó tét, khỏi con tét. Dạ, đi đau con tét thì là không còn nữa. Rồi, bây giờ còn đau không? Nếu mà lâu lâu á, phải như có tét thì đau thì cũng hơi đau không? Giờ thì có stress, có đau, còn không có đau nữa. Dạ. Có đi tầm soát lại chưa? Có bị tái nhiễm không? Dạ chưa. Phải ngồi xuống đi. Đó là gì? Cái đó là ca lâm sàng nước quả cho mấy đứa ha. Thứ nhất là gì? Cái này á, cái bệnh này á, đau tử thì rất thường gặp trong cộng đồng đúng không?
bệnh này đâu phải hiếm đâu. Tuy nhiên con vi trùng này trong cộng đồng tỷ lệ nhiễm là bao nhiêu phần trăm? 10 người bao nhiêu người nhiễm? 80%, 80% dân số. Chúng ta là gì? Chúng ta là tại cứ không đi thổi hoặc là đi làm nội soi làm lo test nhưng mà làm là có hết nha. Tại vì 90% nhiễm là không có triệu chứng, không có đau đớn gì cả. Do đó cuối cùng là mình nghĩ là mình không có nhiễm nhưng mà thực sự đây là bệnh còn nhiễm rất là nhiễm ha. Và chúng tôi nói tới đường lây nè, không phải là điều hoàn cảnh ha. Rồi giờ mình học con này nha. Cái này là cái nguồn gốc của nó, mình cần biết không? Nguồn gốc của nó, năm 1893, cái ông mà Pizzo-Cero nè, ông ghi nhận có sự hiện diện của vi khuẩn ở dạ dày chó. Năm 1981, ông Warren đã tìm thấy một loại sản phẩm trong giống như Campylobacter hiện diện ở mô dạ dày chó. Và ông Hoàng San, đây nè, ông Warren là ông phát hiện ra con vi trùng này. Tuy nhiên, ông nuôi cấy không thành công, ông Warren. Còn ông Hoàng San là ông gì? Là đệ tử của ông này. Nhưng mà ông này nuôi cấy thành công, thế là hai ông cùng ngẫm giải Nobel luôn. Là này là hai thầy trò nha, Warren và Hoàng San là hai thầy trò. 1983 chính thức công bố sự hiện diện của HP và mối liên quan của nó với bệnh viêm rét dị thể đàn. Và 1989 nó chính thức đổi tên là Helicobacter pylori. Đầu tiên nó giống con này nha, Campylobacter, nhớ cái này nha. Nó xuất phát từ cái con mà giống con này, chút nữa cho cái gì đó ha. Cái này là gì? Trong dạ dày của mình á, dạ dày của mình là môi trường gì? Acid. Đó là trời sinh cái dạ dày á có môi trường acid để làm gì đối với nó? Ngoài cái vai trò tiêu hóa thức ăn nó còn là cái gì nữa? Nó là hàng rào tự nhiên chống vi khuẩn rất tốt. Cái pH này không con nào sống nổi nhưng mà con này là sống nổi, chỉ có con đó thôi. Do đó cái này là hàng rào tự nhiên chống vi khuẩn, do đó mấy đứa ăn lung tung á mà không có sao hết, ăn không có sạch lúc nào mà cũng không sao luôn nhờ cái pH acid của mình. Cái thứ hai là gì? Đây là hai thầy trò này hai lẻ năm tới là mười mấy hai chục năm sau mới có cái lạc dẫn của em. Vậy ta hỏi con này là như thế nào? Thứ nhất, nó là một con sắn khuẩn gram âm, có từ 3-5 chị mau. Sống ở đâu? Sống ở đâu đây? Cái này là lên này là bề mặt niêm mạc ở đứt ha. Bề mặt niêm mạc như vậy, nó sống trên bề mặt niêm mạc của chất nhầy của dạ dày, nhưng mà nó sống ở dưới lớp chất nhầy. Làm thế nào mà nó sống được? Bởi vì nó tiết ra một cái men được gọi là men urei. Men này nó sẽ phân hủy ure thành NH3 môi trường gì? Nghiền, bảo vệ nó khỏi môi trường axit và giúp nó tồn tại được trong môi trường dạ dày. Cái này là phóng đại lên ha, phóng đại lên. Đây, cái cơ chế của nó xâm nhập về dạ dày như thế nào ha? Bởi vì nó lây qua đường tiêu hóa, do đó đầu tiên á, nó sẽ làm gì? Số 1 nè, đầu tiên nó xâm nhập vào dạ dày của mình thông qua đường tiêu hóa vô tới đây thì sao? Cái lớp tiếp tiến là lớp chất nhầy nữa đó. Bề mặt niêm mạc của dạ dày nó có phủ một lớp chất nhầy để bảo vệ niêm mạc. Ở đây là tế bào niêm mạc, ở đây là môi trường axit. Con này vô lập tức nó làm gì? Nó chui vào lớp chất nhầy, nó sống ở đây, chắc ăn, chứ nằm đây hồi chết. Rồi nó chui xuống đây, làm gì tiếp? Tiết ra cái men urei, xúc tác để chuyển cái nạc qua thành, xúc tác để chuyển urei thành nạc ba, tạo ra cái môi trường màu trắng, thấy không? Là môi trường kiềm bảo vệ nó khỏi cái hắc động bên xung quanh. Nhờ vậy mà nó sống được. Rồi tới môi trường thứ ba là gì? Nhiều con tập trung lại tạo thành trò gì đây? Tạo thành cộng đồng dân cư đây nha. Rồi cộng đồng dân cư thì làm gì? Bắt đầu ở đông quá thì phải làm gì? Cứ vậy thôi. Làm gì? Đầu tiên á là nó sẽ nghe cười cái gì mà cười? Cười gì nó làm như vậy đó, chứ nó cười đâu. Đầu tiên nó làm gì trước? Đầu tiên nó sẽ tiết ra một cái số độc tố. Nó làm gì? Ức chế tế bào niêm mạc, tiết ra chất nhầy để bảo vệ dạ dày. Lập tức cả H cộng và pepsin của axit dạ dày lập tức sao? Tấn công vào lớp niêm mạc và nó gây lét. Thì bản thân nó có gây lét trực tiếp không? Không. Nhưng mà người ta nghiên cứu thấy nó có tiết, bản thân nó cũng có tiết ra một số độc tố gây độc tế bào trực tiếp luôn. Tuy nhiên cái lưu lượng đó thì không đáng kể, mà quan trọng nhất là nó tiết ra độc tố mà làm cho cái tế bào niêm mạc này ức chế, nó tiết chất nhầy để bảo vệ cái bề mặt niêm mạc.
dẫn đến là hắc cộng và cái xin tấn công trực tiếp vào cái lớp niêm mạc này và gây ra sinh ra gan viêm và lét ngắn hạn. Đồng thời nó sinh ra phản ứng viêm với bạch cầu nè, bạch cầu nó hóa cầu bạch cầu tập trung là cái vùng viêm. Chị hiểu hình ha. Rồi đặc tính của con men ta nói là gì? Đặc tính hàng đầu của nó là tiết ra cái men urei. Cái men này nó phân hủy sao? Ure, ammoniac và axit carbonic. Hai cái này á, cái này cân bằng được không mấy đứa? Hả? Mấy đứa cân bằng được không? Được không? Cân bằng được không? Được nghe cho đề thi cân bằng hóa học nha. Cứ chơi thôi cái này mà học cho biết chứ ai mà học cái này đi nha. À, thứ nhất là gì, hậu quả của việc tiết ra men urea này làm gì? Thứ nhất là nạc pha tăng cao sẽ gây tổn thương trực tiếp niêm mạc dạ dày. Thứ hai làm thay đổi pH dạ dày và tăng tiết axit và lây ra loét. Và thứ ba là gì, nó tiết ra một số men ví dụ catalase oxidase hoặc là những cái khác này, nó cắt các cầu nối, nó làm gì, phá hủy lớp chất nhầy của dạ dày, làm cho HP xâm nhập dễ dàng hơn vào niêm mạc. Rồi tiết qua một số độc tố trực tiếp gây độc tế bào, gây phá hủy tế bào, gây sinh loét mạnh ha. Vậy tóm lại nó là gì? Nó tiết ra một số men và phá hủy lớp chất nhầy hoặc là ức chế tổng hợp được cái chất nhầy để bảo vệ. Thứ hai nó tiết ra độc tố trực tiếp, nhưng mà cái này thì ít thôi. Yeah. Có con nào sống nổi được pH này không? Chỉ có mình ông này thôi. pH từ 3 đến 4,5 vẫn sao chất sen được. Dưới 2 vẫn tồn tại môi trường axit mà dưới 2 vẫn tồn tại được. Và trên 7 thì nó chuyển sang dạng gì? Ngưng hoạt động, tức là dạng cầu quẩn. Nó bình thường nó dạng gì? Sáng khuẩn, mà tức là nhãn dài dài mà xoắn, bây giờ nó chỉ sang dạng không hoạt động là dạng cầu quẩn. HP với nhóm máu thì cái này nó sơ sơ hơn, người ta không có chứng minh được mối quan hệ này đâu, bỏ qua đi. Rồi đây là dạng hoạt động nè, thấy không? Đây là dạng không hoạt động là dạng cầu quẩn. Cầu quẩn thấy không? Hình tròn nè, đây là dạng hoạt động nè. Rồi. Ước tính hơn nửa dân số thế giới đã nhiễm HP, chủ yếu ở các nước đang phát triển, tần suất là từ 50-90% ở người trên 20 tuổi. Hầu hết trẻ em bị nhiễm ở độ tuổi từ 2-8 tuổi. Ở Việt Nam tỷ lệ nhiễm HP người lớn là trên 70%, trên 70% và 80% đúng không? Ở các nước phát triển tuổi nhiễm HP thường trên 50 tuổi. Vậy là nhiễm đông không? Trong phòng này chắc cần hết. Đúng không? Nhưng mà tại vì mình không có tiền thôi, chứ mà mình tiền mình sẽ để là mình sẽ giúp hơn ha. Đường lây nhiễm thứ nhất, đường ăn uống, đường phân miệng là sao? Chỉ một thứ đó thôi. Đường phân miệng là sao? Đây. Đây là qua ăn uống với lại người đó đi vệ sinh không chịu rửa tay. Cái đường nó kỳ vậy. Phương nè. Dân nghĩa là khi mình đi cầu hay gì đó mình sẽ rải lên rác, nguyên bộ nó vừa hoàn toàn nó tồn tại gì đó mình ăn uống thì có thể giúp cho vậy là đúng mà. Ở đây ta nói là sao, mình bị nhiễm ha, mình bị nhiễm là mình nè cái con vi trùng này nó thải ra phân ha, sau đó cái nguồn phân xử lý cung cấp tức là đi tiêu trên sông hoặc là trên ao đó thì cái nguồn nước nó sẽ bị nhiễm và nguồn nước người ta sử dụng người ta tưới ao hoặc là rửa chén đũa gì đó ha, để là lầy ha, chưa là học ai học tiếp vậy hết ha, không ai biết tiếp vậy hết ha. Vậy thì còn bị sinh sâu mà không rửa tay, dữ lắm à. Nặng cấp á. Chủ yếu là người ta nè, chủ yếu là người ta nhắc tới cái vai trò của chuyện gì? Đứa là còn bớt còn chút xíu đi. Chủ yếu người ta nhắc tới cái chuyện là mình ăn đồ ăn sống và rau sống và không rửa tay trước khi ăn. Là
hoặc hai cái hành động nguy hiểm ha, chỉ cái con đó ha. Thứ hai, đừng trực tiếp miệng miệng qua nước bọt là sao? Không nhau à, bởi vì có biết điều đó đâu. Cái đó là hiếm, chỉ có nữ mới được rồi. Khi mà người ta nói chuyện gì? Dạ, khi người ta nói chuyện thì khi bọt nước nó vào không khí thì bọt nước vô. Tại sao nó khi cái đó là lây qua đường hô hấp hả? Chọn cái bọt li ti nha, mà tách vô. Có thể là bác sĩ nội soi cho một người bị bệnh, sau đó cái dụng cụ đó được sát trùng tiêu kỹ, hoặc là sao nó lấy nhiễm vào trong cái đồ dùng của bác sĩ nội soi, sau đó người ta sử dụng cái đồ soi bệnh nhân mới ha, làm cho cái vùng bị lây, chứ không phải là do bác sĩ nội soi bị bệnh lấy cho bệnh nhân ha. Rồi. Như vậy ba con đường quan trọng ha, thứ nhất chủ yếu là qua đường miệng mà ra thôi ha, đường ăn uống hoặc là qua đường miệng hoặc là do nghề nghiệp ha. Đây là nội soi, hình ảnh nội soi đầu mình sẽ quan sát trực tiếp từ bề mặt niêm mạc, và con này nó sinh ra viêm và lét rất là nhiều ha. Rồi, người ta kết luận nó với mối quan hệ bệnh lý ha. Thứ nhất, người ta thấy HB và lét thì tách tràng, đối với trường hợp mà lét tách tràng 92% là do HB. Câu này có nghĩa như thế nào? Có hai vế, một là 92% người bị nhiễm HB sẽ bị lét tách tràng, hay là 92% người bị lét tá tràng là do HP. Câu nào đúng? Câu sau. Câu 1 đúng hay câu sau đúng? Câu sau là 92% lét tá tràng là do HP, đúng không? Dạ. Chứ không phải là 92% nhiễm HP sẽ bị lét tá tràng, đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chưa? Dạ. Ai nói gì giơ tay đi. Có bạn nào có ý kiến là 92% người bị nhiễm HP sẽ bị lét tá tràng giơ tay? Có một đứa một phải hả? Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Rồi đứng dậy ý kiến của mình đi, giải thích ý kiến của mình đi. Đâu đứng dậy giải thích ý kiến tại sao mình nghĩ vậy? Hả? Mình suy nghĩ sao mình nói vậy?
thì cứ nói bình thường chứ có gì đâu ngại, cứ vậy đi. Anh kêu đứa nào đứa chị phát biểu là đứa chị hay không có ngồi đó mà. Sao? Lý do sao mình nghĩ vậy? Tại vì mình nghĩ nó sinh nó đại đa số bị nhiễm nó sẽ bị triệu chứng hay sao mà mình suy nghĩ là 92% sẽ bị gác cái bò. Tại vì cái này tại sao anh hỏi đứa câu đó? Nè, tại sao anh hỏi đứa cái câu đó biết không? Tại vì sau này ta làm nghề cái đứa này giải thích ngược lại. Mình giải thích cho người ta nghe thấy ghê luôn ha. Tức là sao? 92% bỏ xuống đi. 92% nét tá tràng là do con này chứ không có đồng nghĩa ngược lại là 92% bị nhiễm HB sẽ bị lên gác tá tràng. Và nhớ chính vì tỷ lệ cao trên 90% đó, khi nội soi một người bị lét tá tràng người ta có thể bỏ qua cái người ta không quan tâm tới test thì HB bởi vì điều trị mù luôn ha, sẵn sàng điều trị mù bởi chết trên 90% trường hợp là do nó ha. Tuy nhiên lét dày dày là khác. Biết tá tràng là gì mà dày dày là gì không? Đúng ha. Lét tá dày dày 70% là do nó, còn lại 25% là do thuốc kháng viêm giảm đau, còn 3% là do bệnh lý ung thư ha, và 2% là do nguyên nhân khác. Rồi vậy là có vẻ như lét dạ dày tỷ lệ cho nó thì lại là ít hơn, cho nó nên tầm soát các nguyên nhân khác. Nhớ là nguyên nhân đặc biệt là thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc đau khớp và các thuốc điều trị đường tiêm thiếu máu cục bộ là những cái bệnh mà nó làm cho mình bị gì dễ bị lét dạ dày ha. Các loại thuốc kháng viêm giảm đau điều trị các bệnh khớp. Nhớ gặp bệnh nhân lét là hỏi chúng ta đang uống thuốc điều trị khớp hay không ha, hoặc là các thuốc điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ ha, nó sẽ làm cho lét dạ dày. Lét dạ dày 20% là 25%, 1/4 là do thuốc. Mình bao giờ quên nguyên nhân này, tìm đổ thừa vô con đó không? Rồi cái tiếp theo, nó và cái bệnh viêm dạ dày, đây là bé nãy rồi, bé nãy nó bị viêm dạ dày đây ha. Viêm dạ dày và HP cái mối tương quan của y chang vậy, tức là sao 90% viêm dạ dày là do HP chứ không phải 90% bị nhiễm HP sẽ bị viêm dạ dày, hiểu không? Câu đầu mới đúng chứ câu sau không đúng. Thứ hai, khó tiêu không cho lét là sao mới đúng? Tức là những trường hợp này á, đứa nào trong đây bị ăn chậm tiêu không? Ăn nghe chậm tiêu, ăn hoài hết nó nằm mặt chậm tiêu tới chiều mà cũng không đói á. Buổi trưa mà ăn xong tới chiều cũng không thèm đói á, hay là đói quá, đói có mức có thể. Tại vì giai đoạn này đang thiếu thốn khác, từ từ đi ra trường mới học lên nè. Đây, thứ nhất là gì? Có tiêu không cho lét, người ta ý ta nói cái gì? Những trường hợp mà ăn chậm tiêu nhưng mà nội soi không thấy tiêu, không thấy lét gì hết. Những trường hợp đó, 50% là do HP, 50%. Rồi, người ta tóm tắt lại cho mình, viêm dạ dày khoảng 90% là do HP, lét dạ dày khoảng 70%, lét tá tràng là trên 90%, ung thư dạ dày là khoảng 90%. Tức là câu này là sao? Câu này là sao? 90% ung thư dạ dày là có liên quan tới HP chứ không phải 90% bị nhiễm HP sẽ bị ung thư dạ dày. Đấy nè, câu này như vậy thích được lại là chết nè. Khối u lymphoma cái này là khoảng 75%, và khó tiêu chức năng là khoảng 50%. Cái gì đây? Ung thư ha. Đây là cái đáng sợ nhất là trong dân gian hay đồn nhau này ha. HP và ung thư dạ dày, 90% ung thư biểu mô tuyến của dạ dày là có liên quan đến HP. Tức là 90% người bị ung thư dạ dày nên tầm soát HP thử lên, 90% sẽ có nhiễm ha. Nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2-6 lần và khi có nhiễm HP dạ dày. HP bị sớm được xếp vào nhóm sinh tồn loại 1 đã xác định cơ chế ha. Rồi đây là u lymphoma. U lymphoma tức là u tế bào lympho B. Rồi mà dạ dày đây tại đây 75% cái u này có thể điều trị khỏi bằng cách là điều trị hết vi trùng này thì lập tức cái khối u này thoái chuyển. Bệnh trào ngược dạ thực quản và HP, người ta nói sao? Người ta nói sao? Người ta nói có đứa nào bị trào ngược không? À, ăn xong hay ở nóng, ở chua, ở ngược lên nóng sa sút ít, nằm xuống mà có thể bị nóng rát sa sút ít rồi ở nhiều quá, có đứa nào bị không? Hay gọi là trào ngược á, có bạn nào bị không? Đau bị cứ giơ tay lên phát biểu triệu chứng làm sao? Có đứa nào bị không? Mạnh dạn đi, mấy đứa kể triệu chứng nên có gì đâu, thử vậy đi. Vậy. 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 Vậy.
Những cái điểm hình của đầu ngực là ở nóng và rớt, đặc biệt là khi nằm xuống, ăn no xong là cái bị nhất là bị no lúc đó axit đầu ngực lên cao. Chịu chứng ở nóng và rớt rất điểm hình của đầu ngực bị quả. Thứ hai là gì? Đặc biệt nó xảy ra sau khi ăn no, đặc biệt xảy ra sau khi ăn no. À, như vậy mình nhớ rồi nè, con HP này á, nghe nói gì vậy? Thứ nhất là con HP này đối với bệnh này nó là bảo vệ hay là nó làm tăng bệnh trào ngược? Đối với đứa nó là nó làm giảm triệu chứng trào ngược hay là tăng triệu chứng trào ngược? Tại sao bây giờ? Tại vì con HP này nó gây viêm, teo viêm mạc dạ dày, dẫn đến là nó phá hủy cái tiết tiết axit, dẫn đến là giảm nồng độ axit, cho nên triệu chứng trào ngược sẽ giảm xuống. Do đó những trường hợp nào mà có bị trào ngược mà có mình làm xét nghiệm mà có HP dương tính thì người ta nói khoan hãy điều trị HP, đợi điều trị triệu chứng trào ngược tạm ổn rồi hãy điều trị HP. Bởi vì sao? Những trường hợp đó nếu mà điều trị HP hết thì lập tức cái tiết tiết axit nó phục hồi và nó sẽ tăng tiết axit nhiều hơn và triệu chứng trào ngược sẽ nặng hơn. Do đó người ta mới nói là nếu mà mình thấy có HP và bệnh trào ngược thì khoan hãy điều trị trào ngược, đợi điều trị thôi, khoan hãy điều trị HP và điều trị trào ngược cho nó ổn cái đã. Và cái điều kiện quay thì thôi là điều kiện chào người sinh nhân nặng lên và bệnh nhân sẽ bỏ chạy nha, không ai khám nữa hết nha. Rồi nó nói xong, thứ hai là nói về mối HP với lại bệnh tim nó cục bộ thì cái này ta đang tranh cãi. Ông ơi, ban xuất huyết dẫn tinh cầu vô căn, đây cái này nó là lạ đây. Ông Gasparini ông này ghi nhận là gì? IDD là ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, tức là tiểu cầu giảm mà không rõ nguyên nhân và gây xuất huyết dưới da. Những trường hợp này mình có thấy vậy nè, điều trị HP xong lập tức tiểu cầu tăng lên. Như vậy người ta mới nói là tại sao vậy? Người ta nói là lý giải là gì? Là do HP nó có biểu hiện kháng nguyên lipid, nó giống như là kháng nguyên trên bề mặt tiểu cầu. Do đó khi mà cơ thể sinh ra kháng thể chống lại con HP thì vô tình chống luôn cái tiểu cầu và nó phá hủy tiểu cầu làm cho tiểu cầu giảm không rõ nguyên nhân. Vậy khi điều trị những trường hợp này á, những trường hợp mà chẳng có ITP thì mình thử điều trị HP thử, nếu mà điều trị xong mà tiểu cầu nó hồi phục thì đúng như lý thuyết này đưa ra. Thiếu máu thiếu sắt không rõ nguyên nhân là sao? Con này tại sao nó gây ra thiếu máu thiếu sắt không rõ nguyên nhân? Ủa không đáp ứng với bộ sắt đó. Tại vì con này á nó gây gì? Gây viêm teo niêm mạc dạ dày làm giảm tiết axit mà chất sắt được hấp thu tốt trong môi trường gì? Chất sắt được hấp thu tốt trong môi trường gì? Thì kiến thức lớp 12 mà sắt được hấp thu tốt nhất trong môi trường axit, do đó khi con này nó gây viêm teo niêm mạc dạ dày thì dẫn đến là giảm tiết axit, do đó làm sao mình bệnh nhân mà bị thiếu máu thì bù sắt chưa trả hấp thu gì hết lấy gì mà phục hồi, cho nên ta gọi là thiếu máu thiếu sắt không đáp ứng với bù sắt. Thiếu máu không đáp ứng với điều trị bổ sung sắt. Rồi, bây giờ các phương pháp nhiễm HP người ta chia làm các phương pháp tầm soát phát hiện HP người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm là phương pháp không xâm lấn và thứ hai là phương pháp xâm lấn. Vì vậy người ta chia vào này là dựa vào đâu để ta chia làm hai nhóm này? Dựa vào đâu? Thì là sao gọi là không xâm lấn mà khi này sao gọi là xâm lấn? Ta dựa vào đâu để ta phân biệt? Là dựa vào cái yếu tố nào gọi là tách ra là hai nhóm, là nhóm xâm lấn và nhóm không xâm lấn? Dựa vào đâu? Dựa vào gì? Anh hỏi nha, huyết thanh chẩn đoán là lấy máu mà cái này có xâm lấn không? Có, tại sao mà xếp nhóm không xâm lấn? Không xâm lấn ở đây, cái ý nghĩa không xâm lấn ở đây là như là một nhóm phương pháp không dựa vào nội soi và một lớp phương pháp dựa vào nội soi thì thôi, chứ không phải là không có chích chọn gì hết. Chích chọn con em chích chọn nè ha, đấy là phải xâm lấn chứ. Đầu tiên có hai nhóm phương pháp, một là huyết thanh chẩn đoán để mình tìm cái gì, mình tìm kháng thể kháng HP ha. Thứ hai là mình tìm kháng nguyên HP đơn dòng trong thân, tức là tìm của con vi trùng trong thân,
và thứ ba mình làm pizza nước bọt và tâm, thứ tư làm test hơi thở hồi nãy bé nó thở bóng bóng đó là thở này là test hơi thở nha. Thứ hai cái phương pháp với phương pháp nội soi thì có thể mình nhượng cái mẫu mô đó, hoặc là mình cấy cái mẫu mô đó, hoặc là mình làm lo test, hoặc là làm sai cái mẫu mô đó để mình phát hiện ra vi trùng. Đầu tiên là mình làm xét nghiệm kháng thể, tìm sự hiện diện của kháng thể kháng HB. Ở đây cái đứa nó học là miễn dịch chưa ta? Dạ chưa. Chưa thì thôi chết rồi, vậy là biết gì thôi nha. Biết xét nghiệm tìm kháng thể trong máu là được rồi. Cái này là gì? Cái này là gì? Test với bạn gì đây? Giống cái gì? Quay thứ hai. Giống cái gì? Quay thứ hai. Quay thứ hai hai bạch là dương hay âm? Dương. Trời ơi, quy định mới ta là hai bạch là âm. Ồ. Mấy đứa không biết cái đó hả? Anh nói chơi á. Bởi vì mình ta dạy gì học đó không hiểu gì hết nha. Nhất là gì cái này là tìm kháng nguyên trong phân. Đây là cái giếng nè. Đây là cái giếng bỏ phân vô. Đây là một vật, hai vật. Một vật là âm tính, vật M là dương tính yếu và hai vật là dương tính mạnh. Bởi vậy cái thử phân mấy đứa tưởng sâu xa lắm là gì? Một cái thẻ vậy nè, bỏ một phân vô đây. Rồi coi nó dương tính một M và hai vật để phát hiện có bị trùng hay không. Vậy đối với đứa sao bỏ được vô đây? Đầu bé nó đứng dậy thôi. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Lấy cái muỗng múc vô. Cái muỗng cái múc vô làm sao? Cái khối cơm múc tròn nó to như cỡ nào, múc chỗ nào cũng thơm. Múc chỗ nào cũng thơm. Một cái khối cơm này múc chỗ nào cũng nó. Nói đi. Vậy nó nằm ở bên ngoài đúng không? Chắc là con vi trùng này. Mấy ít lõi hả? Cái đứa thì nó đi gớm điều dưỡng đưa cho bác sĩ. Bác sĩ cái này lấy sao? Chắc là nó không học, không biết. Thế thì ông lấy đại đi, tôi đâu biết đâu. Mắc cỡ không? À, giống như bé này nè, tắt ra lấy bên trong lõi, lấy sao đố cái đứa ngồi xuống đi nè mà không đố lấy muỗng múc nè, làm sao đố cái đứa, làm sao không như là lấy cho ngon hết hả? Lấy muỗng múc lấy sao múc cái gì, đó là múc rắn múc cái gì. Nó là phân rác chứ đâu phải là một số cái là xong hút. Chỉ bỏ lên đó là xong. Có nước cái gì mà không ăn. Bạn nước cho toàn ra quỷ. Rồi quý vị giơ tay quý vị đi. Giơ tay là phát biểu. Lúc nào làm phương pháp thầy chưa mà dành phát biểu. Rồi đó đi. Trời ơi, đây này là một số điện. Đây là cái này chú thì nó không đi đó đi không, mình không biết là phân bệnh nhân đặt hay không, nhưng mình phải bây giờ nếu đặt thì làm sao, mà nếu mình lỏng thì làm sao? Dạ, em nghĩ là nếu mà đặt thì mình phải bỏ cho nước cái đó mềm ra rồi sau đó là mình lấy tay không mình quét qua rồi đó. Rồi, đánh định rồi. Làm cái gì vậy? Mình làm cái đứa làm gì phản ứng như vậy? Anh nói cho nghe là khi đã học tiêu hóa thì phải chấp nhận phân là chỉ thường thường, không có gì gọi là ghê gớm cả. Có hiểu không? Phân chẳng qua định nghĩa là đơn giản là chất thải của người thôi. Chất thải tức là từ đồ ăn ngon ngọt mà chỉ qua dạng là không có đẹp thôi. Hiểu không? Có gì đâu mà làm ghê gớm nghe cái thân như là diễn lên bàn tán lung tung. Thứ nhất là mình nhớ là bé này nó nói là đầu tiên là làm cái phân rắn hòa vào nước, mình lấy con bông mình nhỏ vào cái này ha. Cái cách này được đúng nhưng mà không ai làm gì hết. Thứ nhất là phân người ta sẽ ép ra cho nó bể và nó bậy vào trong nước và lấy cái nước nó nhỏ vào đây, nhỏ vào cái giếng ha. Còn nếu mà phân lỏng á, phân sợi thì nó dạng nước sợi và mình lỏng vào đây luôn ha.
chính xác độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao ha. Tuy nhiên nó sử dụng một cái gọi là đồng vị phóng xạ là con C13 và C14 ha. Như vậy khi sử dụng đồng vị phóng xạ thì lập tức cái đó nó sẽ có hoạt tính gì, hoạt tính phóng xạ, hoạt tính phóng xạ thì có nguy hiểm không? Do đó chống chỉ định cho bà bầu và trẻ em ha. Phương pháp này không áp dụng cho bà bầu và trẻ em, và nếu mà sử dụng phương pháp này là hơn về nhà né bà bầu ra, không có lợi gặp với bà bầu ha. Thứ hai là né trẻ em ra. Trẻ em là chống chỉ định và phụ nữ có thai là chống chỉ định phương pháp này, bởi vì mình muốn cái viên ure nó có hoạt tính phóng xạ. Nó dựa vào nguyên lý cực kỳ đơn giản. Thứ nhất, ure công thức là gì? Đó là CO2 lần NH, đúng không? Đúng không? NH2 chứ. NH2 lần CO hả? Hay là CO2 lần NH2? Anh đã hai hai lần CO ha. Trong đó carbon đó là carbon phóng xạ, thì ta chế viên thuốc là chứa ure gắn carbon, trong đó carbon C13 hoặc C14. Khi uống vào vậy anh em nhìn cái hình, đừng có nồi bàn cái nhìn cái hình. Khi uống cái carbon C13 C14 thì vào ống tử thì có gì trong đây, có cái chấm này gì đấy, cái con này nó làm gì, nó chuyển ure này nhờ cái nhờ cái men, rồi ở đây mình thấy nè, có mấy con này á, lập tức nó tiết ra cái men ure, nó phân hủy cái viên ure mà cái thứ đồng vị phóng xạ vào, nó chuyển thành cái gì? Cái hồi nãy mình phương trình phản ứng mình viết á, ure tại vì CO2 nó sẽ được hấp thu vào máu và được thổi vào hơi thở, và nãy bé nó thổi vô bụng bóng như vậy là nhờ con vi trùng nó chuyển cái carbon phóng xạ từ cái viên ure thành cái CO2 được thở vào phổi, thổi vào cái bong bóng mà đi thu gom cái bong bóng gắn vào cái máy, mình phát hiện cái lượng carbon thở là bao nhiêu thì xác định cái lượng dương tính của nó, đúng chưa? Rồi bây giờ bé nó tả lại quy trình đó là đúng chuyên khoa lại ha. Đây từ đây,
đầu tiên cho bệnh nhân uống cái viên thuốc, sau đó ngồi lại làm thuốc, sau đó làm gì, đưa cái que cho bệnh nhân hỏi và bắt đầu gắn cái que vào trong cái máy. Đây, đây là cái viên thuốc ure với chứa đoạn tụy phóng xạ. Đây, đây là cái que thổi. À, uống xong đợi 15 phút sau để nó chuyển hóa cái ure thành CO2, mình sẽ hấp thu vào máu và thải vào phổi, thì mình thổi cái que này và lấy cái que này cắm vào cái máy. Cái máy này sẽ phân tích lượng carbon thoát ra là bao nhiêu thì mới xác định được trong trong đó có vi trùng hay không. À, nếu mà không có vi trùng thì lấy gì mà có CO2 thoát ra thì cái máy này sẽ đi là âm tính. À, giờ biết chưa? Ngày xưa bé kia thổi cái dụng cụ thôn sơn lên là cái bong bóng, giờ mình sợ hơn là thổi qua cái que. À, đây cái phương pháp tiếp theo là nội soi dạ dày làm lo test. À, nội soi dạ dày hồi nãy phương pháp xong lắm, mình qua cái nhớ phương pháp xong lắm là làm gì, làm nội soi và làm lo test. À, đây nội soi, đây nội soi vào mình sẽ bóc một hổ môn. Ha, đây mình nội soi mình bóc một hổ môn đây, mình lấy cái hổ môn ra mình nhét vào một cái giếng. Đây cái giếng ở đây, giếng nhỏ, cái gọi là cái giếng, mình dùng gọi là cái lỗ. Đây là một cái thạch màu vàng, nó chứa dụng đây. À, đây là phóng lớn hơn, còn cái còn ha, cái thạch màu vàng, đây là cái lo test một mẫu chưa làm xét nghiệm. Người ta mở ra, người ta nhét cái mẫu mô mà đã phóng sinh tiết vô đây, thấy cái mẫu mô không? Đây là mẫu thạch đây. Trong cái môi trường này nó chứa gì nữa? Nó chứa thứ nhất là ure, thứ hai nó chứa chất dị thị màu, phenol, phthalein, ha. Thứ ba là nó chứa dinh dưỡng cho vi trùng nó sống. Như vậy, trong dạ dày mình biết có vi trùng, mình nhét cái mẫu mô vô đây, thì con vi trùng này lập tức nó sử dụng men urai, nó phân hủy ure của môi trường thành cái gì? Cái đạn qua nó sẽ chuyển thành, nhờ cái độc nào chuyển thành màu gì? Màu hồng tím sen. Đây, mẫu dương tính. À, cái này gọi là màu hồng tím sen. À, mẫu dương tính là màu vậy. Được chưa? Còn nếu mẫu âm tính là ra màu vậy. Màu vàng. À, như vậy mình nhớ là gì? Phương pháp này chỉ đọc trong vòng 1 giờ. À, cái test này chỉ đọc trong vòng 1 giờ, còn nếu sau đó, sau 24 giờ nó chuyển sang màu tím này thì cũng không công nhận luôn. Chỉ trong vòng 1 giờ thôi. Nếu có là tức chuyển sang màu tím. Màu này đẹp ha. Là đẹp đồng nghĩa là dương tính đó. Ha. Rồi, đây là phương pháp nội soi xong lấy mẫu mô đem đi làm giải phẫu bệnh bình thường. Không bị trùng đâu. Có chút xíu rồi nè. Chút xíu này, chút xíu này. Còn đây có chút xíu này. Đây ngồi cũng không thấy luôn, chỉ đại thôi. Rồi, tiếp theo là gì? Rồi, đây là đuôi kháng vi trùng. Cái này là dành cho trường hợp mà kháng kháng sinh rồi, phải đuôi kháng. Rồi, bây giờ có còn thêm một xét nghiệm nữa hay nữa là xét nghiệm nước tiểu. À, xét nghiệm nước tiểu thì bắt quay cái này nghe là lạ ha. Bây giờ bắt đầu mới áp dụng đây thôi. Người ta xét nghiệm tìm kháng thể nó thải ra trong nước tiểu để xác định có hát quay hay không. À, ghi nhận vô đó. Rồi bây giờ người ta nói chữ lo test chính xác của chữ gì? Lo test là chính xác của Campylobacter, nó xuất phát từ con vi trùng và giống Campylobacter, nó nhớ không? À, chữ lo test. Cái này là lo test nha mấy đứa. Cái này nè. Cái này gọi là lo test nè. Biết không? Cái phương pháp họ bắt vào hổ mô và nhét vô trong cái giếng này nè, cái gọi là lo test. Nè. Tiên nữ nè. Lo test, lo test là nội soi dạ dày là lo test. Lo test thì chính xác của chữ này nha. À, nó bố hỏi thi hỏi thầy không biết chữ đó thì hết rồi tiêu nha. Chính xác của cái gì nữa ha. À, đối với đứa là giữa carbon phóng xạ C13 và C14 cái nào nguy hiểm hơn? À, tại sao C14 nguy hiểm hơn? Thời gian nó hủy nó nhanh hơn hả? Lâu hơn hả? Carbon C14 là giá là 400 ngàn một test ha. Còn carbon C13 giá 800 ngàn một test.
gỗ nguy hiểm hơn, xem là nguy hiểm hơn bởi vì cái đồng bị phóng xạ nó không có bền, nó phân hủy phóng xạ rất là nhiều, cái đó cái độ nhiễm phóng xạ nó cao hơn C13, cái đó người ta nói C13 nó an toàn cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên thấy vậy cả ngày cùng tốc dịch thì phụ nữ có thai hết, mặc dù hàm lượng phóng xạ trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên đây nè, nói để nhớ thì sau này tư vấn cho người nhà khi bệnh nhân đó, làm cái test hơi thở là phải biết cách là chuẩn bị như thế nào, hiểu không? Cái thứ hai để nói là một cái chuyện này chúng ta nhớ là gì, thứ nhất khi mà trước khi làm nội soi, làm dạ dày, làm lo test video, cái này không có trong bài đâu, video trước khi nội soi dạ dày làm lo test cũng như là trước khi làm cái test hơi thở thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc ngưng thuốc kháng sinh ít nhất là 4 tuần, không uống kháng sinh nào cả, bất kể các loại kháng sinh nào, điều trị bất kỳ bệnh gì, không uống kháng sinh nào hết trong vòng 4 tuần rồi mới làm qua test và test hơi thở thì mới chính xác. Thứ hai là ngưng thuốc điều trị PPI, tức là thuốc giảm tiết axit dạ dày và các loại thuốc giảm tiết khác, giảm tiết axit dạ dày. Thì cái đứa ghi là PPI này, ở đây có cái chữ này. Đây, nguyên tắc ngưng thuốc nha. Kháng sinh và bismuth ngưng ít nhất là 4 tuần. Đừng nhớ ức chế bơm đồ thông và kháng thủ đại H2 ít nhất là 2 tuần. Ức chế bơm đồ thông, khi vậy đi bơm bóp phẩm thuốc mới biết. Ức chế bơm đồ thông và kháng thủ đại H2 ít nhất là 2 tuần. Ngưng kháng sinh và bismuth là 4 tuần. Còn ngưng BBI và anti H2 là ít 2 tuần. Ngưng vậy khi đó thì điều tầm soát HP chính xác. Rồi giờ nhắc lại lần nữa, một bệnh nhân đến với mình có triệu chứng đau dạ dày, tức là đau bao tử, nếu mình cho phép mình cần tìm HP thì mình sử dụng phương pháp nào là tốt nhất? Sử dụng phương pháp nào là tốt nhất? Hồi nãy mình có hai nhóm phương pháp, một phương pháp là không sử dụng nội soi, một nhóm phương pháp sử dụng nội soi, thì cuối cùng mình sử dụng phương pháp nào? À, vậy là có hai phương pháp mà giá trị nó tương đương nhau, đó là gì? Đó là nội soi làm lo test và thứ hai là test hơi thở. Tuy nhiên khi làm hai phương pháp đó nhớ tuân thủ nguyên tắc ngưng thuốc, được chưa? Thứ ba là gì? Nội soi nó khác cái hơi thở chỗ nào? Độ chính xác thì tương đương nhưng mà nó có lợi điểm gì? Sẵn nó quan sát luôn cái tổn thương trực tiếp trong dạ dày, nó có loét, có viêm hay có ung thư được đó không? Còn ông làm test hơi thở có thấy không? Ở bón có lấy gì thấy? Hiểu không? Do đó dứt khoát là nội soi thì nó tốt hơn và nó rõ hơn. Nó cung cấp cho mình tổn thương của dạ dày là cái gì. Do đó nội, nếu được nên tư vấn người ta nội soi làm lo test. Còn nếu người ta không đồng ý nội soi, hãy nói với test hơi thở. Còn huyết thanh dẫn đoán giá trị thấp, tức là xét nghiệm máu giá trị không cao, và không dùng cái đó để theo dõi đáp ứng điều trị. Nhớ nha, một người mà có triệu chứng của dạ dày tức là bao tử á, thì đến khám bệnh với mình, nếu người ta muốn tìm thì dùng, tức là bắt buộc mình phải tìm có những cái người ta muốn, mà tìm thì sử dụng hai phương pháp để ưu tiên, đó là nội soi làm lo test và thứ hai đó là test hơi thở. Còn xét nghiệm máu có giá trị không? Có, chỉ áp dụng trong trường hợp nào mà cái dùng đó nó không có hai phương pháp này thì hãy sử dụng cái test huyết thanh chẩn đoán, bởi vì cái giá trị của test đó nó không cao, nó cũng bị âm giả, dương giả rất nhiều. Thì đó xét nghiệm máu. Sau này nếu về nhà nghe ta nói xét nghiệm máu để tìm HP thì cái test đó chỉ có giá trị tương đối thôi, nó không cao. Nếu có làm nội soi được thì nên làm nội soi chứ đừng làm test máu đó. Cái thứ hai, test máu đó không được dùng để theo dõi đáp ứng điều trị. Tức là sao? Sau khi điều trị xong mình không có dùng huyết thanh chẩn đoán để kiểm tra con mình chết hay chưa. Mình chỉ dùng hai phương pháp này thôi, đó là nội soi và test hơi thở để kiểm tra lại coi nó chết hay chưa. Giống như bé hồi nãy nó nói là gì? Nó đang đau dạ dày và nội soi thì có HP và được điều trị, sau đó kiểm tra bằng test hơi thở ha, chứ không có dùng huyết thanh chẩn đoán để kiểm tra con mình chết hay chưa. Ghi câu đó vô đi. Tầm soát
chẩn đoán thì có nhiều phương pháp, có hai nhóm phương pháp. Tuy nhiên, để theo dõi các bước điều trị thì chỉ có hai test thôi. Là gì? Test hoàn toàn nội soi dạ dày lòng, lo test và test hơi thở. Còn huyết thanh chẩn đoán thì không được dùng. Lý do là sao không được dùng? Bởi vì cái kháng thể sinh ra để chống HP nó sẽ tồn tại rất lâu dù con này đã chết rồi. Vì vậy không dùng xét nghiệm máu để theo dõi đáp ứng tiệt trừ. Nói gì rõ không? Có đứa nào thắc mắc không? Đứa nào không hiểu không? Không hiểu giơ tay lên. Hiểu không? Vậy em hỏi lại lần nữa nè. Thứ nhất, một bệnh nhân mà bị viêm dạ dày đến với mình sử dụng phương pháp nào để tìm HP? Có bao nhiêu phương pháp rồi đó? Tôi chỉ có hai phương pháp là còn có hai nhóm nhưng mà nên ưu tiên hai phương pháp, hiểu không? Là nội soi và lo nội soi làm lo test và test hơi thở. Nó có nhiều phương pháp đó, tìm các nguyên trong thân nè, độ huyết thanh chẩn đoán nè, nó có nhiều lắm. Tuy nhiên mình nên ưu tiên hai cái kia bởi vì độ nhạy và độ đặc hiệu nó cao nhất. Cái thứ hai, sau khi điều trị xong dùng phương pháp nào kiểm tra chết hay chưa? Nội soi làm lo test và test hơi thở luôn, chỉ có hai phương pháp đó. Nhưng mà nội soi nó hơn cái test hơi thở chỗ nào? Quan sát là tổn thương dạ dày, còn trong lo test thì ối cứ có ông test hơi thở thì không thấy. Rồi học như đó thôi được rồi đó. Hiểu gì HP chưa? Thứ nhất, nó nguy hiểm như mình nghĩ không? Chắc không. Mình muốn một thường không đổi được anh dạy nha. Nhưng mà ta nói vậy nè, tỷ lệ con HP này á, bản thân nó có bao nhiêu cái gen nguy hiểm, trong đó cái gen các A là rất nguy hiểm. Các A chúng ta mình học về bài viêm lết mình sẽ thấy những người nào có mang gen các A, con vi trùng HP mà gen các A thì những con đó là con có độc lực mạnh, có khả năng sinh lết và sinh hôn rất cao. Những trường hợp đó nên tuyệt trừ. Chúng ta mình học bài viêm lết sao? Bây giờ còn thắc mắc cái gì nữa không? Con này là vi trùng gram dương hay gram âm? Nó dạng sinh dạng trùng trú nó là dạng nào? Sáng khuẩn. Sống ở đâu? Sống ở trên bề mặt huyết mạc và ở dưới lớp chất nhầy, được chưa? Và thứ ba là gì? Con này nó sống được trong môi trường axit hay không? Được. Môi trường pH trên 7 thì nó dạng hoạt động hay không hoạt động? Không hoạt động. Chính vì á, hồi nãy đứa nghe nguyên tắc kinh thuốc không? Hồi nãy thấy nguyên tắc kinh thuốc kháng sinh, thuốc PPI gì không? Những cái thuốc đó làm giảm tiết axit và chuyển dạng cái pH của axit của bào tử sẽ lên pH trên 7. Lúc đó là con HP nó chuyển sang dạng cầu khuẩn, cho đó nó không tiết men, cho đó các xét nghiệm mình tầm soát sai hết, hiểu chưa? Do đó người ta bắt buộc nguyên tắc ngưng thuốc là gì đó. Không ngưng thuốc thì lập tức cái pH nó sẽ được bảy đẩy lên trên 7, thì lúc đó con vi trùng chuyển sang dạng không hoạt động, lấy gì mà tiết men mà tìm, tôi hiểu chưa? Do đó lý do tại sao người ta bắt mình tuân thủ nguyên tắc ngưng thuốc, được chưa? Các nhóm thuốc ức chế vô trùng tâm, ức chế H2 là những thuốc làm giảm tiết axit, làm cho pH dạ dày nâng cao lên. Và khi đó thì là sao? Vi trùng sẽ chuyển sang dạng không hoạt động. Và không hoạt động thì lấy gì tiết men mà làm nội soi, làm lo test mà thấy. Hiểu không? Do đó người ta bắt mình phải tuân thủ nguyên tắc ngưng thuốc. Ngưng cái gì? Ngưng bao lâu? Ngưng kháng sinh bao lâu? 4 tuần. Rồi ngưng PPI và H2 bao lâu? 2 tuần. Tuy nhiên, riêng cái test mà tìm kháng nguyên trong vân, thời gian ngưng gấp đầu. Kháng sinh thì 8 tuần, còn BVI và TH2 là 4 tuần. Tìm kháng nguyên trong phân thì thời gian ngưng thuốc phải gấp đầu. Đi vô đi cái bài này, không có cái khúc đuôi, không có cho đâu. Chỉ cho gấp đầu thôi. Rồi sau này mấy đứa ngoài học điều trị là mới nhớ câu này dùng cái nha. Nhớ nha, mà mốt qua hỏi thì 4 mà hỏi không biết trời đất nha. Trời đất hết nha. Rồi chưa? Giờ cho mình về nhà mà dạng tư vấn chưa? Tư vấn cho bạn mình chưa? Có đau bao tử thì nào soi đi, thôi chết. Đúng không? Có gì có tư vấn gì nữa không? Hả? Có tư vấn là bạn ơi phải đi nào soi đi chứ thôi chết. Mày có dương tính thì chắc chắc rồi, về nhà thích ăn gì ăn đó đi. Rồi dạng cái đứa quen mình đồn nhau vậy đó. Người ta nói chuyện con này chắc chắc ung thư thì nó dứt khoát là sống chết cũng phải điều trị con này. Đại đa số nhiễm trong cộng đồng đến 80% là cái chủng lành tính. Tuy nhiên còn một chủng có A, một số ít chủng nó lại có đồng tính cao để gây sinh ung. Do đó trong cái chỉ định tiệt trừ, trong chỉ định tiệt trừ người ta nhắc tới một vấn đề này nè.
tiền căn gia đình có người đó nè. Bà nói cho em chỉ định điều trị sao nghe cho nghe. Người ta nhắc tới cái chỉ định này nè, thứ nhất những người trong gia đình có người bị ung thư dạ dày mà có HIV dương tính thì những người sống chung gia đình đó là bên tầm soát về gì hết trong đó, bởi vì chủng đó là chủng có độc tố. Những cái chủng có độc tố là những chủng có mang các A dương tính, các A chúng ta coi chứng chỉ các A làm sao nha, các là C, A và G, chữ G đúng không, chữ G chính là chữ R nha, C, A, G là chữ A N, các A không thấy đâu, nó không có đâu bây giờ. Rồi được chưa? Những chủng vi khuẩn đó, đặc biệt là khi mình hỏi bệnh nhân đó, trong nhà tôi có người bị ung thư dạ dày chết, thì là lập tức những người đó phải được tầm soát ngay vi trùng HIV về ngay lập tức. Tại chủng đó là chủng có độc lực rất cao, sống chung với họ thế nào, ăn uống thế nào cũng lây. Như vậy còn nhớ là gì? Đại đa số là không cần điều trị trừ trường hợp thứ nhất là có lét bao tử, tức là lét dạ dày tác tràng, nó kèm theo những HIV thì phải điều trị của HIV. Thứ hai là tiền căn gia đình mình có người bị ung thư dạ dày thì phải điều trị. Còn ngoài ra thì các trường hợp nhiễm mà không có triệu chứng thì ta không cần điều trị. Nhiễm mà không có triệu chứng là không cần điều trị. Như vậy nếu nhiễm có triệu chứng thì điều trị, mà nhiễm không triệu chứng thì không điều trị. Giờ tư vấn cho bạn bè được chưa? Được không? Có mạnh dạng tư vấn không? Đi hai đừng có tư vấn lung tung nha. Để đi sáu thì còn chưa giáo, mới cứ được tư vấn bậy bạ nha. Hiểu thì thôi để nó muốn ra trường làm nha. Còn cái gì thầy nghỉ chút xíu đi, nghỉ 5 phút đi. Còn ra hả? Mắt máy. Thank you.